Vì sao phụ nữ thích đàn ông cơ bắp? Phụ nữ thường thích đàn ông cơ bắp, đặc biệt là cơ bụng 6 múi. Vậy lý do tại sao? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Biểu hiện của một người đàn ông khỏe mạnh và nam tính. Cơ bụng là một trong những biểu hiện của một người đàn ông khỏe mạnh, có năng lực quản lý cuộc sống, có khả năng kiềm chế, có sự kiên trì khi làm việc. Theo kinh nghiệm của bản thân, đàn ông có cơ bụng 6 múi làm việc gì cũng không quá kém cỏi, dù mặt mũi có thể không quá đẹp nhưng chắc chắn khí chất sẽ khác. Có một chàng trai có cơ bụng, lúc ra ngoài thì tự hào, về nhà thì không phải sợ làm việc nặng, lúc gặp cướp hay đầu gấu, cảm giác an toàn cũng tăng gấp 3. Nét hấp dẫn giới tính khó giải thích. Giống như đàn ông ngày nay thích phụ nữ ngực to, eo thon, mông cong, chân dài, thì phụ nữ cũng có cách nhìn riêng với sức hút của cơ bụng 6 múi đàn ông như vậy. Một người đàn ông có cơ bụng 6 múi sẽ dễ dàng hấp dẫn các cô gái, đặc biệt là các cô gái trẻ. Dù cơ bụng của anh ta có đẹp hay không, thân hình anh ta có hoàn toàn cân đối hay rắn chắc hay không, anh ta có tập gym hay không. Vẻ đẹp cân đối của người đàn ông. Thực ra khi con gái nói thích con trai có bụng, ngoài việc mặt đẹp, cao ráo thì cần có cơ thể tỷ lệ cân đối nữa. Có như vậy thì cơ bụng đẹp mới thật sự là đẹp. Chứ gầy như que củi mà có cơ bụng thì hiệu quả cũng không cao lắm đâu. Và con trai cũng không phải ai cũng có khả năng cởi trần cả ngày đi trên phố và duy trì tập thể hình, ăn uống theo thực đơn dinh dưỡng. Nên chỉ cần không phải bụng phẳng, không mỡ là rất tuyệt đối rồi. Yếu tố quyết định của người bạn có đẹp hay không là ngực, vai và lưng. Không chỉ về sức mạnh thể chất, đó là ý chí. Cơ bụng hay cơ bụng 6 múi không chỉ tượng trưng cho sức mạnh thể lực mà còn là ý niệm của phụ nữ, nó còn thể hiện cho sức mạnh tinh thần. Bởi vì tập luyện một cơ thể rắn chắc và khỏe mạnh cùng với duy trì chế độ ăn uống, duy trì cơ thể ở trạng thái đó không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, các cô nàng thường cho rằng những anh chàng cơ bắp thì cũng có sự kiên trì, sức chịu đựng, ý chí mạnh mẽ hơn. Một chàng trai nam tính và khỏe mạnh, rắn chắc trong tưởng tượng các cô gái chính là người luôn biết cách làm chủ cuộc chơi. Bạn tin không, trong các cuộc trò chuyện kín với phòng the của chị em, mẫu đàn ông họ muốn sách nhất chắc chắn là các chàng trai cơ bắp, rắn chắc, có bờ vai rộng và cơ bụng 6 múi rồi. Vừa rồi là một số chia sẻ của mình, sau đây là hình ảnh Arnold Schwarzenegger đi bộ xuống phố, các bạn hãy cùng theo dõi phản ứng các chị em nhé. Cảm ơn các bạn xem video, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nhé. Xin chào lại các bạn. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.
you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negative.